Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Pheng. Hiện tại thì Pheng đang ở trên phía đối diện của đèo Mã Pì Lèng, một trong những tứ đại đỉnh đèo đẹp hùng vĩ nhất khu vực phía Tây Bắc, phía Đông Tây Bắc. Đó là bên này các bác. Đấy, cái bên kia là cái đèo Mã Pì Lèng các bác. Đấy, có chiều dài từ cái đèo này là 20 cây số từ khu vực, nếu mà tính từ Mèo Vạc thì đến Đồng Văn, và nếu từ Đồng Văn thì quay ngược lại là Mèo Vạc. Đấy, con đèo Mã Pì Lèng này là nằm trên con đường hạnh phúc, có chiều dài là 150 cây số từ thành phố Hà Giang, bắt đầu từ đầu phường Quang Trung đi lên trên này. Và cái con đèo này được các chiến sĩ, các dân quân, các thiếu niên xung phong là xây dựng cái đèo này trong vòng một thời gian rất là dài. Đấy, ngày xưa là ở trên này là đều là núi đá các bác. Đấy, các chiến sĩ, các mọi người mà làm con đường này ấy, là đều phải là treo mình trên các vách đá, là đục bằng tay và các công cụ thô sơ các bác. Đấy, là thực sự các bác là con đèo này rất là đẹp. Ngoài ra hôm nay Pheng chia sẻ với các bác có những điều rất là đặc biệt và bí ẩn mà Pheng phải thật sự với các bác. Con người là có một cái sức sáng tạo và một cái mà mọi người có thể làm được là khá là phi thường. Đó là xa xa tít đằng kia, đấy, trên đỉnh kia có một cái dãy nhà là làm tít trên cao thì có 3 dãy. Cái khu vực bên này các bác không nói nhé. Từ bên này đến bên này thì có 3 cái dãy núi. Cái dãy núi bé kia thì không tính rồi. Mình có 3 cái dãy núi. Dãy núi này và hai dãy núi này còn lại thì cái hai cái này không nói, nhưng cái kia kìa, đấy, cái ngoài cùng này ở trên đỉnh đấy có một cái khu mà người ta đang xây dựng dần như là khu vực nghỉ dưỡng. Cách đây khoảng từ 2018 thì có cái khu vực mà đèo Mã Pì Lèng, ở trên đấy có một cái điểm dừng chân panorama rất là nổi tiếng, nhưng bây giờ có cái điểm dừng chân trên kia xây dựng thì cái điểm dưới này nó cần cảm giác rất là nhỏ bé. Giờ thì để cho các bác được nắm rõ hơn và quan sát nó kỹ hơn thì Pheng đã dùng flycam. Bởi vì nếu mà nói như này và đi đến gần thì các bác cũng không có thể là xem được. Và cái khu đấy là mọi người đang xây dựng là chưa xong, nên là Pheng đã liên hệ nhưng chưa lên được. Đấy, thì là bây giờ là Pheng sẽ bay ra cái khu vực bên đầu tiên là Pheng bay ra cái khu vực đầu này, đấy, cho các bác xem ngắm đèo Mã Pì Lèng. Đấy, sau đó là ngắm cái điểm dừng chân, cái điểm nghỉ dưỡng trên kia. Đấy, quá là tuyệt vời các bác. Và sau đó là Pheng sẽ bay sang cái khu vực mà bên Thượng Phùng Xín Cái. Đấy, bay qua dòng sông Nho Quế, đi qua hẻm Tu Sản và bay sang bên kia. Đấy, chia sẻ các bác. Và ở đây cũng giáp với cả hàng rào biên giới rồi. Cái khu vực này vào buổi tối các bác, ở những cái khu vực xa xa kia là điện nó sẽ là sáng rực lên. Thì hy vọng là cái flycam Pheng có thể là bay tới được những cái điểm đấy. Giờ mời các bác nha. Đấy chính là con flycam bé. Đấy. Đấy, con này con DJI là Mini 3 Pro các bác. Ở đây thì thực sự các bác là sóng này nó cũng không khỏe lắm. Đấy, rồi. Giờ mời các bác nha. Ở ngay cái con đường này là cũng khá là đẹp các bác. Đấy, đây. Rồi, giờ mời các bác đi ngắm cảnh trên đỉnh, một trong những điểm mà đẹp mà hùng vĩ nhất cái khu vực ở trên đèo Mã Pì Lèng các bác nha. Đây là một trong những cái điểm là họ đang xây dựng đối diện đèo Mã Pì Lèng, và nhìn đối diện sang ấy, chính là dòng sông Nho Quế và hẻm Tu Sản. Bay vào đúng cái thời điểm buổi ban chiều các bác ạ, nên là nó có ánh nắng rất là đẹp. Cái này là một cái đoạn cua các bác. Đây, cái điểm này mà sau khi mà họ làm xong thì thực sự các bác là nó đẹp lắm. Đấy. Trước là nó có bụi tre đây. Pheng đã mang mua thịt để đi lên trên này để ăn cơm với ở gia đình bên này. Đấy. Đây này. Họ mua cái giá cái chỗ cái nhà này thì Pheng vừa hỏi bà con hơn 1 tỷ. 1,2 tỷ, nhưng mà được một cái vị trí đắc địa rất là đẹp. Cái đằng này nhìn ra đằng cái khu vực thôn Pả Vi, có làng văn hóa người Mông được tái hiện ấy, lại là cái làng Pả Vi các bác. Rất là đẹp. Rồi, giờ mời các bác đi sang cái khu vực bên cái điểm dừng chân mà Pheng nói. Các bác nhìn thấy những cái dãy núi nó hùng vĩ như này mà. Các bác nhìn gần đây nhưng mà đi sang xa lắm. Rồi. Hy vọng là nó sẽ đủ thời gian và dung lượng pin các bác. Điểm các bác đang nhìn thấy chính là cái đường đèo Mã Pì Lèng bé bé. Ở dưới chân của mấy cái đỉnh đèo này là những cái nhà nhỏ nhỏ các bác ạ. Đấy. Hy vọng là bay sang bên đây nó không bị ngược sáng. Nó bị ngược sáng thì nó sẽ bị tối các bác. Đấy, đây này. Cái điểm mà mọi người đang xây dựng nó ở bên này cơ. Bên phía bên tay phải màn hình các bác. Được 600 mét rồi các bác. Đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Ui giời, quá là hùng vĩ luôn. Đấy. Thực sự các bác là để mà đưa được vật liệu này rồi các thiết bị lên đây để xây dựng được những cái điểm này nó cực kỳ là tốn kém. Ở đây mọi người đã đổ xong cái đường bê tông nhỏ nhỏ để đi lên rồi. Nó giống như một cái điểm sống lưng khủng long các bác. Các bác. Dã man các bác, ở đây đang xây dựng những cái kiểu những cái bungalow nhỏ nhỏ để cho du khách ở. Còn nên đây ở được thì các bác chỉ có cái phương tiện duy nhất đi lên bằng xe máy. Ô tô xe 7 chỗ cũng không lên được mà xe 4 chỗ cũng không lên được. Xe 16 thì càng không lên được các bác. Đây, ở trên này họ đang làm các tiểu cảnh, có cây đào này. Đẹp quá các bác ơi. Ui. Pheng xem một số cái điểm như này nó chỉ có ở khu vực Trung Quốc thôi. Đấy, Việt Nam thì Pheng chưa thấy cái điểm nào nó như này. Ôi. Ý, các bác đẹp chưa? Cái điểm, cái nhà mà có cái mái vàng vàng này chắc là cái chính là cái nhà mà mọi người sẽ để làm cái nhà chính để chụp ảnh. Nhìn xa thì bé tí thôi. Đấy, nhưng mà mình bay đến gần thì nó, thấy nó rất là rộng. Bây giờ Pheng sẽ bay gần lên trên các bác nhé. Cảm thấy rất là hồi hộp. Đây. Bay quá sang bên này thì nó lại ngược sáng. Ngược sáng thì nó bị tối các bác. Ui đẹp quá các bác ơi. Giống như là một bức tranh ấy. Này họ chưa hoàn thiện nên là chưa có thể là đón du khách, và họ cũng chưa public cái vị trí này ở trên Google Maps, hoặc là chưa có nhiều hình ảnh về cái vị trí này. Mọi người mà ví dụ như kiểu đứng ở dưới chân Mã Pì Lèng bay lên ấy, đấy, thì nó cũng, hoặc là dưới chân cái núi này bay lên ấy, thì cực kỳ là khó quan sát, bởi vì nó sẽ mất sóng. Mình phải tìm một cái điểm nào nó tương đương. Đẹp như một bức tranh các bác, bay đúng vào thời điểm buổi chiều. Mình phải chọn một cái vị trí nó tương xứng về cả về chiều cao và cái độ nó không bị khuất sóng thì sẽ được. Ui đẹp chưa các bác ơi. Đây. Một kiệt tác luôn các bác ạ. Ở dưới này là một cái nhà to này các bác, cái nhà mái vàng là nhà to này. Đấy. Có cái sân để mọi người chụp ảnh này. Không thấy có người các bác. Đấy, đây là một tầng này. Các bác ơi. Hai, ba, bốn, năm. Ui, rộng lắm các bác ạ. Một này, hai, ba, bốn, năm. Phải đến hàng chục tầng các bác ạ. Ôi, đẹp quá các bác. Ở đây họ trồng cái cây đào giả trên này. Không biết là đào giả hay đào thật. Các bác nhìn có hoa kìa. Pheng nghĩ là đào giả thôi, bởi vì thời điểm này là chưa có đào thật các bác. Nhìn ở dưới thì nó rất là đơn giản, nhưng mà đúng không? Mình bay được lên cao, tiếp cận được ấy. Đẹp lắm các bác. Đây mọi người mới làm những cái mặt bằng, chưa thấy có xây dựng phòng ốc gì các bác. Quá đẹp các bác ạ. Hai bên đều là cái vách núi thẳng đứng luôn. Chỉ có một cái sống lưng là nó nhô ra. Đây là trên đỉnh các bác. Đẹp chưa? Như vạn lý trường thành của Trung Quốc các bác. không thấy có bóng người luôn các bác. Ôi các bác, đẹp chưa? Đấy, trên này là cái đường để mọi người đi ra để đi xuống cả ngắm cảnh các bác ấy, chụp ảnh. Làm được một cái điểm như này chắc thực sự các bác là nó tốn rất là nhiều kinh phí. Đây. Pheng đi vào trong, bay vào trong này xong Pheng quay ngược lại. Đấy, để các bác sẽ thấy rõ được là lúc quay ngược ra, cái flycam nó bay, cái camera nó quay ngược ra. Đấy, các bác sẽ nhìn thấy nó đẹp, nó hùng vĩ như nào. Thực sự nếu điểm này mà xong các bác ạ, Pheng nghĩ là nó là một trong những điểm cực kỳ đẹp, độc nhất luôn. Pheng sẽ bay sang chiều bên này để cho nó không bị bay sang chiều bên trái, cho nó không bị ngược sáng các bác. Chỉ có một đường lên duy nhất ở cái phía bên các bác nhìn thấy bên trái này. Bay thi thoảng hiện cảnh báo cảm biến, tưởng là va vào cây. Em Hòa biết cái gì không? Chim. Chim nó bay qua. Các bác nhìn này. Nó bay vào gần phát là nó hiện cảnh báo luôn các bác. Các bác nhìn này, quá là đẹp. Ôi các bác đẹp chưa? Đó. Đẹp nhưng mà thực sự các bác là rất là nguy hiểm. Bay đến đây còn thấy run tay các bác ạ. Mỗi một cái mà các bác nhìn cái chiếu nghỉ cái xanh xanh ấy, đấy là một cái có thể là một cái chiếu nghỉ ở đó. Nếu ở mặt ở bên kia nhìn sang các bác sẽ bị, nó sẽ bị tối. Đấy giờ. Pheng chỉ còn nó 10-14 phút để bay các bác ạ. Khá là nguy hiểm. Pheng ở tít cái phía đối diện bên kia sông các bác. Không biết là có đủ pin để bay về không. Đang cố các bác ạ. Nhưng mà khá là run tay bởi vì sắp hết pin rồi. Phút. Ôi chết rồi, không kịp rồi. Thoải mái. Hả? Thoải mái nó còn 42% à. Thế thì đây 30% là thoải mái về anh. Rồi. Bay thấp xuống đấy các bác. Rồi các bác đã kết thúc cái khu vực bên đấy, bây giờ Pheng sẽ phải bay ngược bên này các bác. Đấy, nếu mà không đủ pin thì Pheng cũng phải xin dừng và không có file đấy luôn. Đang ở cái phía đối diện các bác. Đấy, đây này. Phải về để thay pin tiếp các bác. Các bác nhìn cái trên này có cái đỉnh, cái núi rất là đẹp. Nhưng mà phải bay về thôi các bác. Hòa ở đâu rồi Hòa ơi? Chúng ta đang ở đâu em ơi? Trên tít trên cao này đúng không? Đâu? Ồ đây, đây chính là cái điểm mà đi về các bác. Đang định bay xuống sông. Nhưng mà chúng ta còn có 6 phút thôi em ơi. 6 phút nhưng mà nó 34% rồi. Đấy, cái điểm mà đang xây dựng này các bác. Hy vọng đừng có rơi. Các bác. Rơi là các bác không có cái để xem đâu. Đấy, cái điểm mọi người đang xây trên này cũng khá là đẹp này. Nhìn đối diện sang. Nghe thấy máy bay o o trên đầu rồi các bác. Đây Pheng bay qua cái khu vực bên trên cao các bác xem. Đó. Giờ các bác đợi Pheng chút, nắp thêm quả pin này rồi Pheng bay lên cái đằng cái đỉnh cái chỗ hẻm Tu Sản các bác, cho các bác ngắm từ trên cao xuống. Giờ tiếp tục mời các bác ngắm cái hẻm Tu Sản từ flycam các bác. Bay ra cái khu vực hẻm Tu Sản này cũng khá là mạo hiểm, bởi vì chưa bác nào dám bay sang. Lý do là hẻm Tu Sản này nó là hay bị mất sóng các bác ạ. Đấy, cứ bay vào hẻm này là sẽ mất sóng. Anh muốn pin được lâu ấy, anh phải bày chế độ thường. Đây, các bác đang tiến vào cái hẻm Tu Sản các bác ạ. Chúng ta đang bay ở tốc độ lô mồ, tốc độ bình thường các bác. Hôm nay thời tiết khá đẹp các bạn. Ở dưới dòng sông Nho Quế thì màu lỡ xanh ngọc bích. Quả pin này thì sẽ không đủ để bay sang đến tận khu vực giáp với cả biên giới các bác. Lý do là quả này là quả pin thường. Ở đây có một cái dự án mọi người vẽ lên, đó là làm cái cầu kính đi qua khu vực cái hẻm Tu Sản này. Đấy, nhưng mà cũng chưa thấy có cái kế hoạch hay là cái bản vẽ thiết kế hay đơn vị nào họ xác nhận. Nên là chỉ có xem trên cái hình 3D thôi các bác ạ. Nhưng mà nếu mà làm được cái cầu kính mà đi qua cái khu vực hẻm Tu Sản này thì thực sự các bác là điều cực kỳ là nguy hiểm. Là tuyệt vời. Chỉ còn khoảng tầm hơn 1 tháng nữa. Đấy là đến tháng mùa lễ hội các bác ạ, lễ hội hoa tam giác mạch. Các bác đến Hà Giang du lịch thì rất là mong các bác ghé qua những cơ sở của Pheng Pheng. Pheng thì có cho thuê xe máy, cho thuê xe 7 chỗ, 4 chỗ, xe 16 chỗ các bác. Đây, đang đi qua khu vực nhưng mà cũng chưa đến một phần các bác. Nhưng cũng không Pheng nghĩ cũng không có thể là đến được vào tận bên trong. Lý do là ở giữa điểm này là có cái hẻm, nên là nó sóng nó hút xuống đấy rất là khỏe. Ở dưới hẻm Tu Sản này rất là nhiều máy flycam này các bác ạ. Cũng hơi bị run tay. còn lại 25 phút để bay các bác. Bây giờ còn chưa vào đến cái miệng hẻm này thì chắc là không qua được rồi. 2 cây rồi, 3 cây đi vào đến cũng chỉ được nửa hẻm thôi. Đến nửa hẻm rồi các bác, mất sóng rồi, sắp mất sóng rồi, thôi. Đây các bác, thôi, rồi Pheng đi về, thôi chào, không dám các bác, nó mất sóng. Chúng ta phải không dám làm liều các bác, đây này, đấy. Bởi vì rất là nhiều người rơi flycam đây là mình đã có cái bài học xương máu rồi, đấy, xa cái khu vực này là. Bên này là khu vực Xín Cái này, Sơn Vĩ, Thượng Phùng các bác ạ. Đấy. Cái phía mà Pheng đang ngồi bay flycam là dính chính là dưới cái chân của cái vách đá trắng này các bác. Hy vọng là có thể ngày mà mai, ngày kia hoặc là cái thời điểm mà sớm nhất là Pheng có thể liên hệ với cả cái anh mà quản lý cái khu vực, cái điểm nghỉ dưỡng ở trên cao kìa, bên đỉnh Panorama ấy, thì Pheng sẽ quay lên đấy, quay trực tiếp cho các bác. Đang liên hệ rồi các bác, nhưng mà chưa được. Đó, pin nó sụt nhanh chưa này, sao nó không đi này hả Hòa ơi? Đi chậm thế. Ôi dồi ôi, chết rồi. Nếu các bác không xem được video này, mà cũng nếu mà không về được thì cũng không có video để post nên cho các bác xem. Còn 16. Khá là căng thẳng, cây 7. Cái vấn đề là nó có đủ pin để về hay không thôi. Anh đừng thả độ cao, nó âm rồi. Độ cao âm rồi còn gì nữa. Yeah. Anh em chuẩn bị đi nhặt máy bay. Yếu lắm. Yếu gì đam. Nó bay về nó bị tụt độ cao ấy chứ. Bây giờ mình để nó auto là nó sẽ bay ngược lên là nó sẽ mất thời gian. Auto mình vẫn điều khiển được mà. Nó sẽ mất thời gian. Cố lên Pheng ơi. Được. 13 phút còn 1.000 cây nữa. À quên. Còn 1 cây nữa cơ. Hả? Đừng tăng độ cao nữa. Đấy, nó bay ngang mặt mình ở đây rồi. 12 phút. 12 phút được pin bằng 60%. Nhưng mà nó tụt nhanh lắm. Đang đi về rồi các bác. Nhanh lên, về đi. Này phải tăng độ cao rồi. Đâu, 25 mét thoải mái anh ạ. 25 mét so với mặt mình. Ừ. Nhưng mà để cho các bác nhìn về cái cảnh ở trên này. May là không sao các bác. Thôi. Đây, về đây là an toàn này. Không sợ mất máy các bạn. Đấy, các bác đã nhìn thấy Pheng rồi chưa? Đấy. Về gần này nó rơi cũng dễ đi tìm các bác ạ. Đó, đây này. Đây chính là chân dung của hai thanh niên Pheng và em Hòa Công quay chia sẻ với các bác cái thước phim này. Oh. Video này của Pheng chia sẻ với các bác đến đây cũng xin được kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các bác đã xem video của Pheng. Đây cũng là một cái khám phá trải nghiệm cái khu vực mà ở trên bên trên cao kia. Đấy, là cái điểm mà bây giờ họ chưa đưa vào khai thác và cũng có rất là nhiều ít hình ảnh về cái điểm dừng chân trên đấy. Đấy, sau này họ đưa vào sử dụng hay như nào hoặc cái mai ngày kia mà Pheng có được sự đồng ý của bên cái khu vực điểm dừng chân trên đấy thì Pheng sẽ đi xe máy lên để quay cho các bác xem. Thứ hai là Pheng chia sẻ với các bác về hình ảnh đây. Giờ Pheng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Pheng. Nếu các bác thấy video hay, ý nghĩa thì các bác có thể đăng ký kênh ủng hộ cho Pheng. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nha.